Welcome, bây giờ mình tiếp tục với cái clip 1 ha. Bây giờ là sẽ là clip 2. Chứ bây giờ nó chia bài cũng khó, tại vì là đi theo cuốn trình này mà biết bao nhiêu bài nói ha. Nãy thì mình viết bài số 3, mình chỉ làm một cái bài diện tích thôi, bài thử thách các bạn tính nè. Bài số 5 là viết cái tình nhập vào, mình nói bài số 1 rồi, rất dễ dàng thôi. Bài số 6 này là viết chương trình đọc từ bàn phím 3 số nguyên diễn biểu diễn ngày tháng năm và xuất ra màn hình biểu diễn ngày tháng năm, đúng không? Rồi ok, là bài này nha, bài 6 nha. Rồi bài 6 ha. Mình sẽ lưu ở đúng rồi, biểu diễn ngay bài rồi đây ha. Tôi đi ha. Xem đây bài 6 nha. Rồi. Bài 6 nha. Ok. Bài 6 biểu diễn gì? Ngày ngày sẹt đúng không? Tháng này. Sẹt năm đúng chưa? Ok. Rồi. Rồi ok, bài này bài 6 à. Bài này nè, rồi ok ha. Cái cấu trúc chương trình này là không thay đổi ha. Ok. Để này cho năm người biết ha. Rồi ok. Cấu trúc chương trình email rồi đó. Rồi không sao. Rồi tiếp tục đây ha. Đầu tiên là gì? Nhập vào 3 số đúng không? Muốn khai báo biến đúng không? Ngày tháng năm. Tại vì ngày tháng năm là lúc nào cũng số nguyên hết, không thể nào là ngày ngày một, mình làm gì có ngày 1,5 đúng không? Thế nên là mình ngày tháng năm đều là số nguyên hết, kiểu viên ha. Rồi tiếp tục mình sẽ nhập vào đúng không? Marine ok, nhập vào gì? Nhập vào ngày nè, hai chấm nè, là scan đúng không? Đây F 100D đúng chưa? Ngày nè, thấy chưa, phải có dấu và nữa nó mới nhận đúng không? Cũng pháp chuẩn rồi, nhập vào ngày tương tự. Print F gì? Nhập vào tháng đúng không? Dễ hiểu rồi, ok, xuống hàng. Là sẽ thêm F luôn. Cũng là phần trăm D đúng không? Mình cứ xuống nguyên hết mà. Rồi. Và tháng đúng không? Tiếp tục Green nhập năm đúng không? Rồi là gì? Scan rồi chấm D và gì đây? Và năm đúng không? Rồi ha. Tiếp tục ha. Bây giờ người ta in ra đúng không? Ngày tháng năm đúng không? Thì mình in ra thôi. Diễn nha. Rồi không, phần trăm D tục. Phần trăm D xẹt cái phần trăm D đúng không? Phần trăm D luôn. Cái dưới này là gì? Ngày nè, tháng nè, năm đúng không? Riêng năm thì mình sao? Hiện tại bây giờ là sao? Năm bất kỳ thì sao? Nói chung thông tụi mình đó để cho mà dễ dàng nhất là thôi mình lấy là năm 2000 năm từ năm 2000 trở đi ha. Mình thấy là gì? Ngày nè, ngày tháng năm đúng chưa? Ngày tháng năm đúng không? Năm thì sao? Năm này nó sẽ phần trăm cho 2000 đi mình ha. Rồi đó, cái thích nha. Bill tại vì rồi bill ha, luôn này nha. Nhập ngày này, ngày 12 này, tháng 12 này, năm 2017 này, thấy chưa? Các bạn thấy đơn giản không? Rất đơn giản thôi, có gì đâu khó khăn ha. Tại vì đâu, tại vì sao? Tại vì người ta muốn lấy hai chữ số mà đúng không? Thì mình chia lấy phần dư thôi. Có nhiều cách làm khác ha, nhưng mình thấy cái này đơn giản, mình để cho mọi người thấy đây. Hiện tại đây là bài người là những cái bài giới thiệu thôi, thật sự rất đơn giản cho mình ấy thôi ha. 5 phút rồi, 4 phút ha. Rồi. Tiếp tục tới bài số mấy? Tới bài số 7 nha, bài số 7 nha. Rồi. Bài số 7 nha. Rồi. Và bài tiếp tục là bài gì? Chỗ này phải nằm trong này này nó mới ai được chơi được. Ta bài số 7 nha. Rồi ok, bài 7 ha. Bài 7, bài này số gì bao nhiêu ta? Số bao nhiêu đây? 86
nhập vào số dây từ 0 đến gì 867 chiếu đúng không, từ 0 nhập vào gì, nhập vào gì, nhập vào số số dây đúng không, từ 0 đến gì bất kỳ cũng được mà thôi, kệ người ta có sẵn đúng không, mình làm sách mà 86399 đúng không, 86399 đúng không, rồi tiếp tục ha. Đầu tiên mình khai báo biến đúng không, cái biến nhập vào đúng giờ, mình gọi biến A đi ha, biến A mình đi ha, rồi biến A đi ha, rồi gọi là biến A đi, biến N cũng được, tùy mình biến là chẳng được ha, rồi mình bật biến nhập vào số dây đúng không, nhập vào số dây đúng chưa, vào số dây rồi ok, nhập vào đúng theo rồi, nhập vào là gì, in vào phải scan đến nhập giá trị vào đúng chưa, rồi gì chuyển cái số nguyên đúng không, nhảy phần trăm D rồi số nguyên là phần trăm D thôi, và chữ N đúng không, và này phải chữ là N nào, tiếp tục ha, xuống đây nào, rồi nhập vào số dây từ 0 đến 8633 đủ số dây vào dạng gì giờ phút giây đúng không, mỗi gì thành phần gì mỗi số nguyên hai chữ số đúng không, rồi từ từ ha, mấy sao ha, rồi giờ phút giây ha, mình có là gì, một giờ thì có bao nhiêu giây, một giờ thì có 3600 giây đúng không, một phút thì có 60 giây, một giờ có 3600 giây đúng không, đúng chưa, bây giờ mình phải thêm biến này, mình thêm cái biến gì, giờ đúng không, phút nè, giây này ha, rồi làm sao bây giờ nó giờ thì mình lấy giờ làm sao, thì giờ phải đúng không, ai cú pháp này là cú pháp gắn nha, ai cú pháp này là cú pháp như mình lúc trước mình chưa nói á, s bằng là mình gắn cái giờ, mình gắn cái giờ này nó bằng phút phía sau nó ha, rồi ha, cú pháp gắn nha, giờ thì nó bằng gì, rồi đúng không, chia cho 3600 đúng không, đúng không, thì giờ là số nguyên, giờ sẽ là số nguyên, tại vì giờ sẽ là số nguyên, tại vì biết sao không, tại vì không thể nào mà có 1,5 giờ hết đúng không, thông thường là 1 giờ 2 giờ 3 giờ 4 giờ 5 giờ 6 giờ đúng không, 1,5 giờ là nó là tính là 1 giờ 30 phút rồi đúng giờ, rồi giờ này phút đúng không, phút làm sao, phút thì nó bằng gì, phút thì nó sẽ bằng cái gì đây, phút nó sẽ bằng n chia cho mấy đúng không, giờ tính coi có nghĩa là gì, giả sử mình có, giả sử như mình có 3700 giây đúng không, đúng không, mình có 3700 giây á, thì nó chia ra giờ rồi đúng không, muốn tính phút làm sao, thế các bạn là sao, suy nghĩ đi thưa, giả sử bây giờ mình muốn tính phút là sao, có rất là nhiều, giả sử như bây giờ ha, bây giờ mình lấy cái mình chia lấy phần dư ha, đúng không nào, chia 3600 lấy phần dư đúng không, đúng không, đúng chưa, có phải là mình giả sử như mình có 3700 giờ thì có phải là nên lấy phần dư không, lấy phần dư đúng không, phút này tiếp tục là gì đây, phút này cái phần đấy đúng không, giả sử như mình có 3000, giả sử như bây giờ nha, mình có 3000, mình có 3700 chẳng hạn đúng không, đúng không, cái này là thật sự lập trình là cái tư duy thôi các bạn, 700 đúng không, mình chia lấy phần dư của cái gì, 3600 thì mình còn bao nhiêu, thì mình sẽ bằng là gì, mình còn lại là gì, 100 đúng không, 100 này đó là 100 giây đúng không, 100 giây là muốn sang phút là làm sao, có phải mình chia tiếp cho mấy, mà đem 100 này mình chia cho 60 đúng không, mình chia 1 đây mình chia tiếp tục mình gì, 100 này đúng không, mình chia cho 60 nữa thì gì, mình chia 60 nữa thì 60 chia lấy phần nguyên nha, thì nó sẽ ra phút đúng không, nó sẽ ra phút đúng chưa nào. Có rất là nhiều cách ha, để mình thử cái này, cách này đơn giản ta, thì ra phút đúng không, còn dư lại là gì, thì dư lại là gì thì là dây đúng không, đúng chưa, mình tiếp tục mình lấy phút này, sau khi mình gán phút này mình ra đúng không, mình lấy giá trị phút này, mình tiếp tục mình chia ra 60 nữa thì mình ra gì, phút này thì sẽ bằng gì, phút này nó lấy bằng giá trị trên đây, nó lấy giá trị này này, phút này nó sẽ lấy bằng giá trị phút này nó sẽ bằng giá trị này này, nó chia cho bao nhiêu, chia 60 đúng không, rồi gì đó, dây nó sẽ bằng gì, còn nửa dây thì nó sẽ bằng gì,
dây thì nó sẽ bằng gì? Dây thì nó sẽ bằng là gì? Bằng phút nó chia gì? Nó chia 60 đúng không? Chia lát phần dư của 60 đúng chưa? Đúng chưa nào? Để kiểm chứng ha, mình để kiểm chứng ha, bây giờ mình yên ra lên kiểm chứng đúng chưa? Chữ này để kiểm chứng này. Yên là brain đúng không? Rồi. Brain chúng ta brain việc ta. Rồi. Giờ này phút này. Yên ra cho nó về đi. Giờ này phút này. Quá. Giờ ha, phút này. Giây này. Mình sẽ xuống hàng ấy. Cái này là để mình hiển thị vui cho đẹp thôi, chứ không có ý nghĩa gì đâu ha. Xuống tới đây ha. Rồi viên này. Nó gợi ý mình nhầm. Phần trăm D đúng không? Xem cái phần trăm D giờ phút này. Đây này. Phần trăm D đúng không? Cái gì? Giờ phút giây. Rồi mình build ha. Có lỗi gì không? Combine ha. Không không lỗi, mình run thôi đúng không nha. À, xíu mình nhập, mày nhập 3700 thôi coi. Rồi. 1 giờ 1 phút 1 giây. Đúng 1 giây không? 3000 thì 100 thì 1 giây là sai đúng không? Giây thì bằng phút chia cho 60 lấy phần dư. Đợi coi. 3700 thì chia cho 3700 mà chia cho 3600 thì còn giữ lại là gì? 100 giây đúng không? 100 giây còn lại là 100 giây, 100 giây là 1 phút 40 giây mới đúng đúng không? 1 phút 40 giây. 1 giờ 1 phút 40 giây mới đúng mà cái này 60 là sai đúng không? Giờ bằng phút gì? Đúng chưa? Đúng không? Vậy thì chia 60 chia lấy số phút đúng không? Làm sao mà lấy số phút chia 60 được? Đúng không? Nhờ không đúng rồi, sai mình nhầm rồi ha. Phút này phút đúng rồi, phút thì đúng rồi đó. Bây giờ sao? Anh nghĩ là còn giả sử như mình lấy gì? Còn một giả sử mình lấy cái kết quả đó, lấy cái kết quả đó đúng không? Mình trừ cho gì? Đúng không? Mình lấy gì? Giả sử như mình lấy kết quả đúng không? Mình chia cho gì? Mình chia 60. Ừ. Không. Phút này đúng ra cái phút này nằm lái phút này mới đúng này, thấy không? Cái phút ở chỗ đây mới đúng này, cái phút này đúng như phút này mới đúng này, cho mình thôi mình lái đi. Mình lấy cái phút này mới đúng này, phút chỗ này mới đúng này mà dễ nó hay mình lái đây ha. Mình lái N này, cái phút này như này đi, N gì? Phần trăm 3700 đúng chưa? Đúng chưa? Đúng chưa? Rồi. Mình mi cái từ đây mình đã chia ra 60 này, chia lấy dư 60 này. Mới đúng này. Rồi mình bền build lại ha. Không, 1 giờ 1 phút 40 giây đúng không? Thấy chưa? Thấy thử mình nhập 2 chấm để cho nó thành 2 chấm mà. Cách đây cho nó dễ nhìn coi. Rồi. Ok, thử như bây giờ 7200 coi. Là 2 giờ 0 phút 0 giây đúng chưa? Rồi. Người ta muốn là gì? Người ta muốn là 02 đúng không? Người ta muốn là gì? Hai chữ số đúng chưa? Các bạn thấy 2 chữ số không? Hai chữ số đúng sách nó có biết này, thấy chưa? Đây là số 2 trước đúng không? Mọi người số 2 trước thôi. À, 2 thử nha. À, thử như 7300 thử đúng không? Rồi nó gì? 7300. Bây giờ 1 phút nó chưa ra đúng không? Để coi người ta ghi sai đây. Người ta biểu là gì? Để coi người ta có ghi là gì ha. Cái này mình cũng nhớ để mình xem lại coi ha, người ta ghi gì đấy. Phần trăm 02. Ok. Cái gì không biết thì mình coi lại thôi, mình cũng đâu có nhớ nổi đâu, lâu lắm rồi. Ừ. 7300 chẳng hạn đúng không? Thử ra nhiều. Đúng chưa? Rồi các bạn thấy dễ dàng không? Quan trọng là cái tư duy suy nghĩ của mình thôi ha. Ừ. Cái này là giờ lấy thì mình giải thích lại lần nữa nha. 1 giờ là có 3600 giây, 1 phút thì nó có 60 giây, thì mình lại phải là mình có phải là đúng có phải thì có thể mình chia cụ thể các bạn nhìn thấy à, có phải là mình sau khi mình lấy giờ rồi, mình lấy 3600 giây lấy ra giờ rồi thì còn dư lại bao nhiêu á,
thì mình chia mình lấy phần dư đúng không? Mình chia lấy phần dư, giả sử như bây giờ 3.700 đi, mình chia lấy phần dư thì còn lại đó thì còn là 100. 100 mình muốn lấy dây thì phải chia 60 đúng không? Vậy thôi. Bao nhiêu phút rồi ta? Tiếp tục làm bài số mấy này? Người ta thấy bây giờ bạn muốn hiển thị bao nhiêu số là bạn số 0 rồi đúng không? Thấy chưa? Thấy chưa? Vậy thôi. Tiếp tục. Qua vào cái này bạn thấy nó cũng rất là đơn giản ha. Rồi, xong mình dừng video để chúng mình chuyển sang cái phần cấu trúc lời nhắn được chưa ha.